cô tích trên đời. Thật là điều may mắn nếu như có người cầm tay bước đi đến cuối con đường, bao giờ thì sẽ tới. Dẫu anh không là chàng hoàng tử mà em đắm say, chỉ là ra đơn thôi như hình hài anh lúc này. Em vẫn muốn quỳ gối trước nàng công chúa, em nhớ đêm này. Chung trong một thế giới.